trời dù ông lục ổ gà khắp xe cuối dài. Bà con cô bác ơi, con nghe chăng lĩnh chuyện ác nghiệt của cha con không hỏi đồng tiền quyết định số kiếp nạn của những kẻ nghèo. Lúa vàng lúa thiên do chân bàn tay ta lột da đổ máu làm mà không còn được nuôi nổi con gà. Trời ơi kiếp trâu cày ngựa cời, còn chúng ta dài dầu nắng mưa sương gió mà phải cam tâm chấp nhận số phận đối lạnh quạnh yêu. Còn tệ hơn là kẻ dài canh nước tác đồng phố chân chiêu từng ghé mã đô nâng niu từng mũi lúa bọn vàng mơ chờ trong buổi sớm mắt mờ đây rồi đứng sáng sơ dừng một mong cầu tạm
chúng dù ra gái bà con, hạnh phúc của gia đình